Xin chào anh em, chào mừng em đến với channel của Mark One. Mình là Phúc Sơn đây. Và nếu như anh em yêu công nghệ nói chung ấy, cũng như là anh em yêu Apple nói riêng, thì cũng biết là những cái phụ kiện của Apple vô cùng đắt đỏ và hút máu người dùng. Nhưng mà nó lại ở một cái đẳng cấp rất là khác. Và ngày hôm nay thì mình sẽ trên tay trải nghiệm và đánh giá một cái phụ kiện cũng rất là hữu ích của Apple. Đó chính là chiếc Magic Trackpad 2. Và trên tay mình là một chiếc Magic Trackpad 2 màu trắng bạc, được bán ở mức giá là 3.400.000 đồng. Và hiện tại bên cửa hàng Mark One cũng có thêm một phiên bản nữa là phiên bản màu đen với mức giá là 3.890.000 đồng. Link tham khảo sản phẩm thì mình có để phần dưới của video nhé. Ok, intro nào. Mark One số 1 về Mark. Đầu tiên về mặt thiết kế thì mình đánh giá đây là một cái thiết bị thiết kế rất là hoàn hảo, chứ nó không phải là một cái thiết bị công nghệ thông thường. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn có thể nhìn thấy này, nó được thiết kế hình chữ nhật với cả bo cong 4 viền, nhìn rất là đẹp. Hơn nữa nó còn được thiết kế cân xứng bởi vì đã loại bỏ cái phần pin ngoài giống như cái Magic Trackpad đời trước. Thế nên là nó sẽ cho mình một cái cảm giác rất là sang trọng. Và cái bề mặt của nó thì được làm nghiêng, rất là tiện dụng khi mà chúng ta sử dụng. Về kích thước thì nó có kích thước là 16x11.5 và dày khoảng 1cm. Đây mình có thể so sánh luôn với cả chiếc MacBook Air 2020 mình có mặt tại đây. Thì chiếc trackpad của MacBook Air với cả chiếc Magic Trackpad 2 này thì nó có kích thước nó sẽ lớn hơn khoảng 1,5 lần. Đây mình có thể so sánh luôn nhá. Tiếp đến thì cái bề mặt của nó là được làm từ kính và được đặt trên phần thân nhôm nguyên khối. Ở mặt dưới của nó được làm từ nhựa có logo của Apple và bốn góc là bốn cái đệm cao su. Ở phần sau thì nó có một cái nút nguồn, khi mà chúng ta tắt thì nó hiện màu bạc, còn khi chúng ta bật lên thì nó hiện màu xanh lá cây. Ở đây thì có một cái cổng kết nối Lightning, thì cái cổng kết nối này mình có thể kết nối trực tiếp với cả chiếc MacBook của mình hoặc là chiếc iMac, thì vừa có thể sạc pin và chúng ta vừa có thể sử dụng. Còn nếu mà ngắt kết nối thì chúng ta sử dụng Bluetooth thông thường. Về tiêu lượng pin thì chiếc Magic Trackpad 2 này được sử dụng viên pin Lithium 2024 mAh, có thời lượng lên tới 1 tháng nếu mà chúng ta sử dụng. Còn nếu mà hết pin thì chúng ta có thể cắm trực tiếp cổng Lightning để kết nối và sạc nhá. Ở đây nó có một cái điểm rất là đặc biệt, đó chính là nếu mà chúng ta tắt cái nút nguồn ấy thì là chiếc Magic Trackpad 2 này nó sẽ không có một cái cảm ứng hoặc là chúng ta có thể click được. Đó, nó giống như một cái nút bảo vệ vậy. Và nếu chúng ta bật lên thì hoàn toàn có thể sử dụng. Đó, sẽ có những cái tiếng click nghe rất là nhẹ nhàng, êm tai. Đấy, các bạn có thể thấy luôn nhé. Đấy, nó có một cái độ đàn hồi, một cái độ nảy rất là tốt. Ok, bây giờ mình sẽ thử cái kết nối của Magic Trackpad 2 với cả chiếc Mac Pro của mình ở đây nhá. Đầu tiên thì chúng ta phải bật nút nguồn này, chuyển sang màu xanh. Sau đó thì sẽ vào cái phần cài đặt Bluetooth của MacBook hoặc là chiếc iMac của chúng ta. Đó, nó sẽ hiện luôn là chữ Connect này. Thì chúng ta sẽ connect trực tiếp với cả chiếc Magic Trackpad 2. Ok, và nó đã hiện chữ Connected, có nghĩa là chúng ta đã có thể kết nối được rồi. Thì ở đây nó có một cái điểm rất là hay của chiếc Magic Trackpad 2, đó là nó sẽ có một cái tính năng mới. Chúng ta vào cái phần cài đặt của trackpad này. Đấy, nó có một cái tính năng đó là Force Click and Haptic Feedback, có nghĩa là nó có một số cái tính năng như ở trên đây. Chúng ta có thể nhấn giữ click để tra từ điển dành cho những cái từ ở đây, hoặc là nhấn sử dụng hai ngón tay click vào và nó sẽ có những cái tùy chọn của chúng ta. Nếu mà như ở những cái phiên bản trước thì là chúng ta phải nhấn ba ngón tay thì nó mới hiện, nhấn tab ba ngón tay thì nó mới hiện được cái từ điển. Còn bây giờ chúng ta chỉ cần nhấn giữ mạnh một phát là được. Nó sẽ có, khi mà chúng ta nhấn nó sẽ có cái cảm giác là nhấn thành hai nấc ấy, thì chúng ta chỉ cần nhấn mạnh một phát là nó sẽ ra cái từ điển của cái từ mà chúng ta cần tìm hiểu. Đó là một cái tính năng mới của chiếc Magic Trackpad 2. Một cái tính năng nữa mà mình nói tới ở đây đó chính là Silent Clicking. Thì đây mình có thể cho các bạn nghe nhé. Nếu mà tiếng bình thường của chiếc Magic Trackpad 2 nó sẽ là click click này. Đấy. Còn khi chúng ta click vào cái phần Silent Clicking thì cái tiếng click của nó sẽ rất là nhỏ thôi, gần như là không nghe thấy ấy. Rất là phù hợp cho những bạn nào mà không thích cái tiếng click của chiếc Magic Trackpad 2 thông thường.
Và hơn nữa thì nó sẽ có những cái tùy chọn cho các bạn. Mà ở đây là MacBook nó đã tích hợp ở đây, chúng ta có thể nhìn luôn với cả cái phần video hướng dẫn bên tay phải này. Nó sẽ giống như những cái chiếc trackpad thông thường. Đó, như là zoom in, zoom out hay là có thể zoom lên, zoom xuống. Có thêm nhiều cái tùy chọn khác chúng ta có thể cài đặt ở đây, như là chuyển đổi những cái tính năng trên cái chiếc trackpad này. Nếu mà chúng ta không quen với cả chiếc Magic Trackpad 2 thì chúng ta có thể đổi về giống như những chiếc trackpad ở trên MacBook hoặc là những cái chiếc Magic Trackpad đời trước vậy. Và trên đây là trải nghiệm và đánh giá của mình về chiếc Magic Trackpad 2. Nếu mà anh em muốn mình đánh giá hoặc là trải nghiệm một cái sản phẩm nào khác thì có thể comment phía bên dưới nhá. Còn nếu mà thấy hay thì cho mình một like, một share và một subscribe nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.